vọng khúc này rồi mấy bà ơi. Tôi được trai đẹp tỏ tình nhưng mà người đó không phải là ông Thành Bớt. Cái gì vậy trời? Chuyện là bữa nay tôi đi sắm đồ để chuẩn bị đi biển, thì tôi đi trúng vào cái dịp sinh nhật của VM Style á, cho nên là có mua một tặng một với vậy tặng quà quá trời luôn. Bởi vậy trúng mánh luôn, sẵn tiện tôi quay cái vlog phối đồ đi biển cho mấy bà tham khảo luôn nè. Hello mọi người, thì sắp tới mình phải đi đảo Bình Hưng á, cho nên là hôm nay mình thực hiện cái thử thách đó chính là đi lựa đồ biển. Nhưng mà nói thiệt luôn nha, đồ biển mà dễ thương nè, đáng yêu nè, trẻ trung nè, là mình chỉ có tới VM Style thôi, tại nó quá nhiều đồ luôn, lựa nó đã. Nhìn nè. Trời ơi, dễ thương quá. Ôi thiệt sự là lúc đầu mình tính là mua 5 bộ thôi mà tới đây thấy cái nào cũng ưng hết vậy trời. Rất là đa dạng luôn á. Nè, trời ơi xinh quá à. Đúng cái gu của tôi luôn á trời. Ôi, áo gì mà quá trời áo gì trời. Ôi chết cha. Vũ trụ gọi, phải mua thôi. Bây giờ hai cái này lấy cái nào đây mọi người? Cái nào cũng cái màu hồng giống nhau nhưng mà cái kiểu nó khác nhau. Đẹp quá à. Cái này mặc vô tôn dáng lắm luôn á. Cái này mặc vô thì che được cái bắp tay to nè. Áo trending ha. Tua rua ha. Đẹp quá à. Đủ màu luôn. Khác chữ ta. Ui, cháy rồi. Ba mẫu này đang cháy hàng rồi nè. Không có để mua nữa. Tới công chuyện luôn. Bây giờ nên chọn yếm quần hay yếm váy đi trời. Yếm váy thì mặc vô đó khoe chân dài đồ ra. Còn yếm quần mặc quá dễ thương. Nghe thấy chưa? Rất là cute luôn á. Áo cũng quá trời. Rồi quần jean cũng quá trời. Muốn phối gì đâu phối. Em ơi, anh có món quà muốn gửi tặng cho em á. Dạ. Ủa nhưng mà sao tặng em vậy anh? Em cầm giùm anh đi. Trời ơi, đã dữ ha. Tặng quà đồ ha. Không có, không phải. Biết ngay mà. Bởi vì đi mua đồ không dẫn tôi theo là tôi nghi rồi. Mắc cái hai tay đúng không? Dạ, anh hiểu lầm rồi. Thì bên shop em đang có chương trình tặng quà tri ân cho toàn bộ khách đến cửa hàng nhân dịp sinh nhật 8 tuổi này đó anh. Em. Dạ anh ơi. Ủa sao vậy em? Dạ anh ơi, anh có muốn lấy đồ của chị Thơ lấy hồi nãy không ạ? Bà đang giận mà. Thôi kệ, lấy cho bà vui. À, có chứ em. Ờ, cái bình này nhiêu? Dạ 5 triệu ạ. À. 5 triệu ạ. Dạ. À. Dạ còn ở dưới nữa anh. À, tại vì mua một tặng một cho nên là tôi hơi lố tay xíu. Mấy bà tới lẹ đi nha, trong là hết chương trình đó.